hai bộ kia. Không sướng nha. Bốn máy kìa. Rồi cho máy 1 ra đi. 1, 4. Bộ lon hả Phúc? Thì ngay lúc này mình đã vớt xong 4 cái tâm rồi các bạn, cộng với đánh bạc rồi mình gà cho nó ok rồi hết. Để vô bạc nha Phúc, tại nãy lỡ vô rồi để luôn, nhưng mà phải lúc vô dầu rửa lại nha, rửa từ cái bít tâm rồi xịt lợ xịt khô lại hết rồi gáp vô. Thì còn cái dấu đây hết không? Như còn không? 1, 2, 3, 4. Thì đối với những cái động cơ cũ này nè, nó khác với cái động cơ nguyên xi nha các bạn. Đã sửa qua mấy lần á thì nó đã thay đổi rồi. Thay đổi là sao các bạn? Nhiều khi cái cốt nó đã khác hơn. Cái cốt một cái thì bán kính với cái tâm điểm của cốt nó cao, cái thì nó thấp, là do bị mài mòn đó các bạn. Thành ra mỗi lần mà mình muốn làm lại thì mình phải vô bạc, vô bích tông, vô dên nào mà mình coi nó có đâm hay không, rồi nó có độ cao nhiêu. Bạn từ máy hết nha. Cái vấn đề này phải kỹ chứ không phải là gáp đại, rồi nó là gáp thiếp bà cụ đó các bạn. Nghĩa là khi mình làm xi lanh không, mình đúc cái tâm gáp nó dư đầu, nó thiếu đầu tùm lum cho các bạn, nguy hiểm lắm. Nó đối với mình là bắt phút mình qua là đã vô hết trơn từ cái để mình đo cái này dư thì mình vớt bớt. Tại vì đôi khi là cái lóc này cái người ta đã dạt xuống rồi không chừng đó, thành ra nó dư là phải vớt bỏ các bạn. Để nó đụng đầu thì nó gây cái hiện tượng là gì biết không? Nó phá đồ, có nghĩa là nó phá, có thể nó gãy ác hoặc là nó cong xúc bắp. Nhưng mà đặc biệt cái là các bạn biết gì không, nó rất là dễ bị tẹt gôn luôn. Cái máy mà nó cao đầu bê tông nữa ha, là nó rất là dễ bị tẹt gon. Thành ra muốn tránh tình trạng đó thì mình phải gà theo cái kinh nghiệm mình đó cho nó phù hợp mới được. Từ cái hết. Và đây là 4 cái bích tông mình đã gia cố lại xong hết, ok hết rồi đó. Cái nghĩa là cái mức cao của đầu bích tông nó vừa phải. Còn cái mấy cái này thì mình đã đo tính qua rồi, nó vừa rồi. Giờ thì mình giao lại cho Phúc rửa gáy rồi gáp vô. Mà sẵn đây nói với cái phần xi lanh này luôn các bạn ơi. Xi lanh này thấy thì cũng ok ha. Mình đóng lại cái nòng là cái nòng gan nha các bạn. Tắt quạt chút Phúc ơi, hình như quạt quá. Cái nòng gan. Tại thì nói thêm là cái lốc này là nguyên xi đó các bạn, nó là nòng liền. Nòng liền thì cái lốc này là lốc gan, là gan đen nha các bạn. Nó gan đen thì mình cũng đóng lại gan đen luôn. Thì đúng như đó, trừ khi những cái đời như Isuzu rồi đó các bạn. Nó là cái sơ mi kiến thì mình mới đóng cái nòng cũ là cái nòng rời ra, mình ép sơ mi kiến vô. Đó. Rồi nếu mà cái máy mà Isuzu nó có cái đời nòng liền thì mình cũng móc vô, mình ép sơ mi kiến vô được, với điều kiện là các bạn phải xài bộ bạc của sơ mi kiến nha. Đó, không có cái lá cà rơm nickel ở trên nha các bạn, nếu mà mình đóng sơ mi kiến á. Còn mà mình xài cái lá bạc đó là nó banh cái sơ mi hết. Đó, thành ra lóc gan là xài bạc gan nha. À, có nói chung là sơ mi gan là phải xài là bạc của sơ mi gan, còn nếu mà sơ mi kiến thì sẽ xài bạc, hay là mình nói đúng hơn là sắc măng á, măng của cái xi lanh kiến. Còn cái nòng liền này nè, khi các bạn gỡ ra, khi cái máy có nòng liền mà người ta nói là cái
sơ mi kiến đó là không có nha các bạn. Đồng liền là cái sơ mi gan đen chứ không có kiến nha. Rồi nhiều khi cái mấy bà mấy cái người mà nói đi đóng mấy cái đồng máy máy một nữa các bạn là đóng lại nằm kiến khó à nha, cái vụ này khó à. Nếu mà nó móc ra nó đóng cái lót xi lanh mà đóng cái kiến là khó nha bạn, trừ khi những máy ép hồi thời trước á, của Nha Trang đồ gia công mấy cái sơ mi kiến nó liền luôn đó các bạn, nó cứ ngắt đó đó là mấy sơ mi kiến, còn đóng lót là không có hải sơ mi kiến nha các bạn, là sơ mi gan hay là sơ mi thép đó, nói chung là sơ mi gan đen đó, giống như mình đã thao tác rồi mình đã gia công những cái xi lanh này nè à, thì một vài điều đấy cho các bạn rõ hơn thôi. Cái đó là theo cái ý kiến cái kinh nghiệm của mình thôi nha, chứ không phải mình nói cái nào cũng đúng hết rồi nha các bạn. Cái đó là cái nào mà nó sai thì các bạn vô comment để mà mình cùng giải quyết cái vấn đề đó. Thì hôm nay là cái ngày cũng mấy ngày sau khi gãi ra Phúc đầy đủ đồ rồi, kể cả có chân kích nữa, là mua đồ đã thiếu chân kích thì gửi mua, thì hôm nay là bắt buộc phải cho nổ lại đó. Bây giờ thì cứ việc vệ sinh bít tông đi rồi ghép vô, mình sẽ đặt camera đây để mình cho các bạn coi Phúc lắp cái xi lanh bít tông vô xi lanh là như thế nào đó, rồi khi nào xong thì mình cho nổ luôn, chỉ trong một cái video ngắn thôi. Rồi tiến hành Phúc ơi. Con này nó cuốn tăng nó nhìn như là thiếu con lần đó, hiểu không? Ai biết được. Không sống đâu hết anh ơi. Cái máy thì vẫn còn chạy phải không? Thay nhớt phải không? Thay nhớt không á. Máy này thấy giống nước qua nhớt quá à. Chúng coi gì nước rồi. Này nước qua nhớt rồi nè, sình sạch nè. Thì chúng coi cái vụ cái việc báo cáo là chính sửa nha. Nó rồi chạy cái vỏ kia là phải không? Lấy tay quay này qua quay nha, quay cho mạnh nha. Ừ, chưa đâu anh 5 giờ mới nhậu mà. Nhậu cũng phải đúng giờ đấy ha. Nghiêm chỉnh tại giờ làm việc đâu nhậu được, nhậu chiều mất lương ngán chịu à. Hả hạ cái xài móc xuống rồi móc lên cái Phúc ơi. Hả 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 kia kìa. Hạ công tắc. Hạ xuống ta. Sao kéo lên? Kéo bằng ngoài này là xuống nè. Hạ xuống rồi, hạ xuống rồi. Nữa, nữa, thâu lên nữa. Ừ. Chừng nào lên hả gà chó? Rồi, lên. Hai gà chó lên cho nó chiến thắng. Ừ, rồi, lên xíu nữa. Khỏi luôn.
số này là phải chịu. Rồi vậy đi. Rồi. Rồi chúc anh Sáu quay máy cho nổ nha. Coi trước khi mình dắt cái máy V1305 này, mình coi anh Sáu mình anh quay cái máy ra như thế nào nha. Mới cái thay là mới rồi đó. Quay có mạnh đâu hả? Ờ. Nhậu yếu rồi mày. Lấy tấm đòn hả gì? Máy anh vừa không, anh lấy cây mà gì em mỏi đi. Lấy luôn hai cây luôn đi. Nó nhẹ vỏ. Nó bị giữa các bạn hỏi tại sao mà máy thì sửa hoài không rồi không phải. Mà tại vì nó y chang máy, y chang vỏ nhà hình như 5-6 chiếc gì lận. Nó thành ra nhìn sẽ giống một chiếc nhưng thật sự rất là nhiều chiếc nha. Mày nói tao chạy ờ bán. Mày có cái máy gì mà có dành tiền mày mà có cái đầu đèn mày bán không? Bữa tao chạy trong vùng dịch này nó biết mày đụng tao chạy sao đụng nó lách vô mày ơi, nó vướng cái dính còng. Ừ. Lái không ăn ngồi quẹ cái vỏ này nè. Ừ. Thì sao? Má mà hồi tao ngưỡng thay cái vỏ luôn, tao lấy sao bể đầu đèn. Có đầu đèn không? Nó đàm ta hay gì? Ừ, ý anh nó có đầu cái đầu đèn mà máy gì nó này biết à, nó nói gì á. Rồi đàm chưa? Chưa. Nó quen với anh hả, là quen với tôi. Nó là nó biết mày mà nó biết tao luôn mà nó biết mày chính luôn mà vậy nó mua đầu đèn thường á, nhiêu thường à chứ nó không có lấy tiền cái gì đâu. Vậy đó hả? Vậy nó kêu nó chạy lại đây đi. Đó, thiệt, kêu ông đó là chạy đây kiếm đầu đèn khác thay cho. Cái loại gì mà nói? Đủ máy, đủ loại đầu đèn bây giờ nó bây giờ cưng rảnh thì cưng chạy lên. Ừ, chạy lên 8 rồi nó làm chưa? Anh bữa hổm anh cứ giao trên khoan ý kiến đâu có quay máy cho chạy đi chưa. Anh quay cho em mà anh nói cưng nha, bữa nó gặp anh đòi nó nói đủ nó bà chính rồi mà sao mày không ra nói chuyện bà chính nó. Ừ. tao biết nghe đâu chưa chạy ra đi rồi là em nó thay cho thay có gì nó kịp bà chính nha. Ừ rồi lấy tao quay chứ chạy chứ không phải là cái máy vô qua chạy đâu. Anh chạy gì vậy? Chạy gì nó dầu thêm vô nha. Máy không đi dầu đâu á. Chắc đủ mà anh tính. Coi anh sao? Đây ảnh không như dầu đâu. Đúng rồi. Chạy ra nhỏ đi. Trong đây còn dầu không? Đây cái còn thùng dưới này nè anh sao? Đúng rồi, máy kia qua đi. Đúng rồi, đúng rồi, phục ti. Còn thùng dầu không? Còn thùng dầu không? Hình quá. Trời ơi, dầu còn. Hình quá. Trời ơi, dầu còn một bình luôn nè, thấy không? Hết rồi. Không nghe lời này dầu để đâu rồi giờ tôi không biết trời. Tôi thấy nói cho tôi thấy hổng gài rồi. Vậy mà dầu mà cái xài cưng đâu gì đâu. Nằm trong này nè, thành ra đâu có sợ mất. Ở ngoài tôi đem tôi cắt rồi. Cái rửa nằm. Rồi mày thay nhớt mày luôn đó, làm. Thay nhớt máy, thay nhớt tôi chi. Đó, còn anh Sáu anh quay nè, dẹo thấy ghét lắm nè nha. Thằng nó đặt máy. Dặn nó, cái đó, cái nắp rõ ràng không? Dặn cho tới rồi. Ừ. Nghe cái mập đang quan. Vài bữa thấy mắt nắp là chắc anh Sáu quá. Sao đủ không á? Sao vàng. Chạy cái máy này rồi phải nhớ mày thương tao nha, đủ mà lột nha. Phải không là tao quay yếu rồi la. Sao cái cứng. Máy có sửa chưa? Trời ơi. Trời ơi. Kỳ hả? Chạy gì trước rồi. Dạ. Không có sửa không cha. Số có gì hả? Gì vậy? Rồi phúc phụ phúc. Coi cứ mới bể sơ mi đó, mới thay đó. Không trôi nữa. Nghe, nó là mi mới đó nha. Nó là mi mới đó, chờ qua rồi. Không biết cái. Rồi anh Sáu dịnh cái dàn tiếp phút rồi. Có chạy cua đang lúc rồi đó. Để tiếp anh Sáu, để máy tiếp. Để chưa anh mua nghe. Cứ giữ luôn đi. Thank you.
mình vô đi. Mấy hai với mấy bốn trước đi cho nó cắt bạc. Coi chừng lộn nha, rửa xanh rồi đấy, bắt cho sạch nhớ ốc này đừng dặn hết ra nha, đi đó. Gác bạc đe cho lúa vậy anh? Ok đó. Thank you.
nhớt rồi chưa? Hả? Nhớt thành gắn dây gắn rồi. Chưa. Gắn cái này. Cái rồi rồi bơm nhớ tha keo vô ron nha, cái nó dính lại nha. Ừ. Mà tha keo phải vệ sinh cho sạch. Thử hết bốn má chưa? Rồi qua bãi đi. Thì kiểm tra cái hả gắn cái vòi rồng. Bây giờ lắc cái dên thử bố qua xây. Xây cái máy 1 máy 4 đẹp ạ. Ok, 2-3. Rồi. Xây 2 quận thư Phúc. Xây cốt 2 quận thư. Không sướng ha. Rồi quay cái mặt kia ra đi, quay cái đầu bê tông ra. Kiểm tra lại xem. Hơi nặng. Chưa. Rồi, xíu nữa. Quay chưa? Rồi, xây lên 2 quận. Rồi cho máy 1 lên đi, 1-4. Rồi lấy tay lắc luôn này, lên xuống. Rồi, qua lại. Được hết ha. Tại vì nãy vô cái ắc hơi kẹt chút xíu. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục cái này. Lên xuống cái này. Rồi ok hết. Coi như là hợp lý đó. Máy này nó từ vừa tới bót này chứ không có nhẹ đâu nha Phúc. Thấy vậy đó. Chùa cao này nó làm cho nó nhẹ. Quá bà ý nó cái độ giãn nở của nó mình chạy tốc độ cao đó, nó sẽ giãn nở dữ lắm, thành ra cái khe hở nó cần phải có khe hở tương đối khá hở đó các bạn. Vô cái vấn đề cái bít tông với cái nằm xi lanh này nè rất là quan trọng, có nghĩa là khi mà các bạn vô nó nhẹ quá thì nó sẽ gây tiếng gõ, nó ảnh hưởng tới cái độ bền của động cơ nữa, và chưa kể là nó nghiêng đầu, nó lắc đầu đó, các bạn thì nó lên nhất đường bạc nó cắn cạnh đó. Đó còn nếu mà các bạn làm khích quá thì nó sẽ bị lắp bê rất là căng đó. Vấn đề này khi mình làm biết bao nhiêu kinh nghiệm thì khi mình đón cũng chưa tới chơi không, còn mới đụng vô ba cái này là tùy khi cái người thợ người ta làm nồng đó các bạn. Ok, còn nếu mà cái người thợ mà ta không có xem xét kỹ đó các bạn, không kiểm tra kỹ đó, đem về cái ông thợ lắp ráp ông lắp vô cây hay là bó tùm lum gỡ tới lui cực kỳ lắm, thì xong hết trơn rồi ráp cái vòi gồng vô rồi ốp đặt te nãy có ốp mấy ốp dền nãy sao kiểm tra lại cái nữa đi Phúc, nãy có gõ mấy cái đó Phúc rồi để gì luôn đi chưa đứt luôn á, chưa đứt rồi làm vô hết có cốc nghe kêu mà nãy giờ có con nào nó cốc rồi nó nhẹ lại không nha. Cốc nhẹ lại thôi nha. Nhẹ là thấy có bỏ luôn. Quay qua ốp đặt te lại đi. Ta ốc này rồi luôn đó ha. Cái máy này nè, cái lượt nhớt nửa đổ nhớt vô hết rồi. Rồi cần thiết á, con ốc này nè, con ốc dặn này nè, tha miếng keo luôn nha cho nó bám vô nó khắn lại. Bù lon có phe ngắn không định xe đó hả xe đâu thì đó không định que nè. Mình que để làm gì để cho nó có cái độ bung ra đó, nó không bị rớt, chưa kể là lúc mà nó dặn vô nó cắn vô cái đầu nữa.
vì những cái gì dễ gây rớt là phải vô keo. Bởi vì thấy nhiều khi mấy cái con bù lon nó nắp lát đó, của mấy cái máy như Isuki rồi đó, là ta cũng có keo ở trên con bù lon. Như mà mấy con tán ở trên đầu của cái máy xe cuốc đó các bạn, là ta có mũ đó, ta gọi là tấp ni lông đó, xích vô nó dẻo, mũ nó khắn lại, nó không bị tụt. Mấy đầu ti rồi đó, ti đội rồi đó. Còn phút sẽ mài phút sau thì nữa các bạn ơi. Boom, 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 boom